Sau phát ngôn gây phẫn nộ trên mạng xã hội, nam sinh đường lên đỉnh Olympia, Chu Ngọc Quang Vinh thừa nhận những suy nghĩ của bản thân là nông cạn, xuất phát từ quan sát và trải nghiệm ít ỏi. Thông qua sự việc, Vinh cũng hiểu được thêm về tình cảm, lòng biết ơn của người Việt với lịch sử và với những người đã ngã xuống vì lý tưởng của dân tộc. Nam sinh xin nhận hoàn toàn trách nhiệm về những phát ngôn không đúng, đồng thời mong nhận được sự tha thứ của mọi người. Dù đã lên tiếng xin lỗi, song sự việc vẫn chưa thể làm dịu đi phản ứng mạnh mẽ từ dư luận mạng xã hội, các nội dung, hình ảnh liên tục được lan truyền trên các diễn đàn. Thậm chí, trên một số fanpage còn truyền tay nhau thông tin anh chàng bị cấm thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2026. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, đó chỉ là tin đồn thất thiệt. Một số người cho rằng nên răn đe thế hệ trẻ. Cũng có ý kiến nói nếu là sự thật thì hình phạt này quá nặng, hơn nữa chàng thanh niên đã nhận thức được lỗi sai. Trước Chu Ngọc Quang Vinh, nhiều thí sinh tham gia cuộc thi đường lên đỉnh Olympia cũng từng khiến cộng đồng mạng tranh cãi vì phát ngôn gây sốc. Vốn được yêu quý khi nỗ lực vượt qua các thử thách của chương trình tại vòng thi tuần 3, tháng 2, quý 3, phát sóng ngày 9 tháng 5 năm 2021, Nguyễn Hải Lâm, cựu học sinh trường Trung học Phổ thông Phúc Thọ, Hà Nội, khiến nhiều khán giả quay lưng khi lời qua tiếng lại với một fanpage trên mạng. Ở phần thi về đích, với câu hỏi 20 điểm, 10 đường thẳng phân biệt có thể có nhiều nhất bao nhiêu giao điểm, Hải Lâm đưa ra câu trả lời khá nhanh là 90, tuy nhiên đáp án đúng là 45. Sau khi chương trình phát sóng, một fanpage về toán học đăng lại phần thi của Hải Lâm kèm caption, thí sinh chưa phân biệt được tổ hợp và chỉnh hợp nên trả lời sai. Bức xúc vì bị chê bai trả lời sai câu hỏi dễ, Hải Lâm dùng lời lẽ thô tục phản bác lại gây ra những hình ảnh phản cảm. Nhiều người không hài lòng, thậm chí thất vọng khi một học sinh giỏi có phát ngôn vô văn hóa như vậy. Sau vụ việc, Hải Lâm rút kinh nghiệm, chú ý hơn khi phát ngôn trên mạng xã hội nhưng nhiều người vẫn cho rằng đó là hành động không thể tha thứ. Từng gây sốt khi tham gia đường lên đỉnh Olympia tháng 3 năm 2016 nhờ diện mạo xinh xắn, hot girl ống nghiệm Phạm Tường Lan thi suốt nhiều năm qua vẫn luôn là chủ đề bán tán trên mạng xã hội. Ngoài việc bị tố nói dối, cướp công của bạn học, Lan Thi từng khiến cộng đồng mạng phẫn nộ khi bình thản trả lời điểm số trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2016. Khi biết bảng điểm của hot girl, nhiều người chê kết quả quá thấp so với loạt thành tích cô sở hữu. Số điểm của Lan Thi đạt được ở các môn như sau: Toán 6,25, Ngữ văn 7, Tiếng Anh 6,75, Hóa học 5,5 và Lịch sử 3,75. Trong đó, điểm môn lịch sử của Lan Thi khiến nhiều người thất vọng vì không đạt ngưỡng trung bình. Trước những lời chỉ trích, Lan Thi tỏ ra bình thản và hài lòng với điểm thi, một bảng điểm không thể hiện đủ khả năng của một người, huống hồ mục tiêu của mình không phải là thi đại học. Xin lỗi chứ mình có học bổng du học nên mình thi tốt nghiệp mà, mình đâu có thi đại học đâu. Những phát ngôn trên mạng xã hội của Lan Thi được đánh giá có phần thách thức, kiêu ngạo. Cô Phạm Thị Thúy, giáo viên dạy ngữ văn tại Hà Nội cho rằng sơ suất trong phát ngôn là điều dễ thông cảm, nhưng lệch chuẩn trong nhận thức là rất đáng cảnh báo. Việc những bạn thí sinh Olympia phát ngôn gây tranh cãi trên mạng xã hội là lời nhắc nhở cho toàn xã hội về việc định hướng, giáo dục thế hệ trẻ về lòng biết ơn, trách nhiệm và sự tôn trọng đối với quê hương, đất nước, cũng như sử dụng các phương tiện truyền thông. Với những người trẻ, đặc biệt là những người có tầm ảnh hưởng nhất định như các thí sinh đã từng giành vòng nguyệt quế tại cuộc thi đường lên đỉnh Olympia, việc suy nghĩ chín chắn trước khi phát ngôn, tránh gây tổn thương cho người khác và không làm ảnh hưởng đến cộng đồng là điều rất quan trọng, cô Thúy nhấn mạnh.